Thưa quý vị và các bạn, những từ Hán Việt chỉ thời gian như thập kỷ, thập niên, kỷ nguyên, thời đại, nghĩa của các cặp từ này khác nhau thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ về sắc thái ý nghĩa các từ Hán Việt chỉ thời gian, ngay sau đây, biên tập viên Thục Hiền sẽ có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Khang, nguyên phó viện trưởng Viện Ngôn ngữ học. Xin mời biên tập viên Thục Hiền. Vâng, thưa giáo sư, có một số những cái từ Hán Việt chỉ thời gian hiện đang được dùng phổ biến, tuy nhiên lại rất hay nhầm lẫn. Thập kỷ và thập niên, thì thưa giáo sư là cặp từ này nó có cái ý nghĩa khác nhau như thế nào? Thì chúng ta biết là đây đều là cả hai cái từ Hán Việt. Thì thập thì chắc là nhiều người đều biết là 10 rồi. Niên thì ai cũng biết là 5 rồi. Chúng ta có hay nói, còn khi nói cây lưu niên, cây lâu năm. Thế nhưng cái mà phức tạp ở chữ này chính là cái kỷ. Thì kỷ cái từ gốc ở trong tiếng Hán ấy, thì nó có hai cái nghĩa. Một nghĩa thứ nhất là 12 năm thì được coi là một kỷ. Cái nghĩa thứ hai của nó là 100 năm cũng được coi là một kỷ. Cho nên chúng ta có cái từ thế kỷ. Thế thì chính vì thế mà khi mà dùng ấy, thì người ta hay bị nhầm lẫn cái này. Thì có nhiều người thì chiết tự thì bảo là tại sao mà 12 năm là một kỷ thì bây giờ lại có thập kỷ. Thì chính là vì cái chữ thập ở đứng đằng trước nó hạn định cho cái yếu tố kỷ đằng sau. Cho nên là thập kỷ thì thường để nói đến cái khoảng từ 10 năm của một thế kỷ. Tính từ năm đầu của thế kỷ đó trở đi. Ví dụ chúng ta hay nói là thập kỷ 60 của thế kỷ 20. Tức là từ năm khoảng gì 1961 đến 1969. Ví dụ thế. Ở đây nó liên quan đến cái thập niên. Thì thập niên thì chúng ta biết rõ rồi, nó rất là rõ ràng, tức là 10 năm. Nó cũng là khoảng thời gian 10 năm, bắt đầu từ thời điểm nói. Vì chúng ta thấy là thập niên 80 của thế kỷ 20 cũng như vậy. Thế thì nên dùng như thế nào? Thì tiếng Hán nó cũng có nghĩa như vậy, nhưng mà nó thêm một cái nghĩa, tức là chỉ một cái khoảng thời gian dài, tức là nó không thật xác định lắm. Cho nên tiếng Việt chúng ta lại có cái từ là những năm, kiểu như thế. Cho nên là hai từ này nó có nghĩa gần giống nhau. Nhưng mà để tránh những cái hiểu sai, chúng ta tự dùng thập niên là tốt hơn. Vì thế cho nên là có một số trường hợp là người ta hay dùng với một cái ý nghĩa là khoảng thời gian 10 năm, chứ ít khi người ta dùng cái thập kỷ cho một cái thời gian cố định. Trong ngôn ngữ thì những cái kết hợp từ lại nó không phải mang tính hoàn toàn chính xác. Tức là nó lúc đầu nó dùng với cái nghĩa thập 10, nhưng mà thập bây giờ nó chỉ cái số nhiều, một cái khoảng thời gian khoảng 10 năm đó. Tức là nó tránh cái từ niên và năm đi, mang tính chất kéo dài, theo tôi hiểu là có ý như vậy. Vâng, và cũng có nhiều người là không hiểu rõ lắm là thế kỷ với thiên niên kỷ, thì cụ thể là cái thời gian như thế nào? Thế kỷ tức là người ta nói đến 100 năm. Ở tiếng Việt nó dùng hai cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất tức là cái khoảng thời gian 100 năm. Cái nghĩa thứ hai của nó là từng cái khoảng thời gian 100 năm một, thế kỷ thứ mấy, thế kỷ thứ mấy. Thiên niên kỷ thì tiếng Việt chúng ta có cái từ rất rõ là nghìn năm. Chúng ta vẫn nói như nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Thưa giáo sư, là chúng ta cũng hay thấy xuất hiện trên báo chí cái từ là kỷ nguyên số, kỷ nguyên công nghệ thông tin. Thế thì cái từ kỷ nguyên nó có nghĩa là gì ạ? Và nó có giống hay là khác gì với cái từ thời đại? Ở đây cũng là hai từ Hán Việt, nó hơi trừu tượng. Khi mà nói đến cái kỷ nguyên, nếu mà theo cái nghĩa của nó, tức là nó nói về một cái thời kỳ lịch sử, nhưng nó mở đầu bằng một cái sự kiện gì trọng đại. Cho nên là nó quyết định cái chiều hướng phát triển của xã hội hay chiều hướng phát triển của một lĩnh vực nào đó. Người ta nói là kỷ nguyên chinh phục vũ trụ, tức là người ta bắt đầu bước vào vũ trụ và cả kỷ nguyên đó người ta sẽ theo đuổi các vấn đề ở trên vũ trụ. Thì đấy là cái kỷ nguyên. Thế còn cái thời đại thì nó cũng có ý nghĩa gần như vậy, nhưng nó có cái khác. Nó tính một cái thời gian lịch sử dài, được phân chia ra thành các cái sự kiện mà có những đặc trưng giống nhau. Thời đại Hồ Chí Minh, tức là thời đại này nó có những cái đặc trưng cái gì, cái tư tưởng, cái tư duy, cái hành động và suy nghĩ. Chúng ta có cái tư tưởng độc lập, tự chủ, tư tưởng tiến lên chủ nghĩa xã hội, nó đấy là thời đại. Trong nhiều trường hợp cũng có thể nhận thấy là chúng ta hoàn toàn có thể thay thế những cái từ chỉ thời gian này bằng những từ thuần Việt. Thì phải chăng là đây đang có một cái sự lạm dụng từ Hán Việt ạ? Không nên nói là lạm dụng. Như tôi nói là gì? Mỗi một cái từ xuất hiện nó đều có cái chức năng riêng của nó. Vấn đề là anh dùng thế nào cho nó phù hợp. Nhưng mà cái tinh thần của chúng ta là gì? Như là bác Hồ đã nói, chúng ta có cái gì thì hãy dùng của chúng ta đã.
ở đây nó liên quan đến vấn đề chúng ta bảo vệ và phát triển cái tiếng Việt của chúng ta. Nhưng mà tôi vẫn nói lại là gì, là khi mà cùng tồn tại các cái từ chúng ta quen gọi là đồng nghĩa, nó có cái phong cách khác nhau. Chúng ta có trăng có nguyệt, nhưng mà không ai thay thế được cái câu thơ của Trường Chinh là lung linh bóng nguyệt vờn. Thì như vậy là chúng ta dùng thế nào cho nó phù hợp. Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư. Thưa quý vị và các bạn, thành ngữ múa rìu qua mắt thợ tưởng như đã rất quen thuộc và dễ dàng lý giải. Tuy nhiên, theo các nhà ngôn ngữ học thì có cách giải thích khác từ các điển tích của văn học Trung Quốc. Theo cuốn Kể chuyện thành ngữ tục ngữ do Hoàng Văn Hành chủ biên, điển tích đầu tiên dẫn đến sự ra đời của thành ngữ múa rìu qua mắt thợ liên quan đến nhà thơ Lý Bạch. Lý Bạch là một nhà thơ lãng mạn nổi tiếng thời nhà Đường ở Trung Quốc. Tục truyền rằng có lần ông uống rượu trên thuyền, thấy trăng soi đáy nước đẹp quá liền nhảy xuống ôm trăng mà chết. Bên ngôi mộ của Lý Bạch có một tấm bia đá. Những kẻ cuồng thơ, xính chữ, hiếu danh đi qua đều đề những bài thơ tầm thường của mình lên đó. Về sau, một ông tiến sĩ tên là Mai Chi Hoán đến viếng mộ Lý Bạch, thấy vậy nực cười quá, liền đọc một bài thơ đại ý rằng mỗi khách vãng lai đều để lại một bài thơ, chẳng khác nào múa rìu mộc trước mắt Lỗ Ban để khoe tài vậy. Lỗ Ban sống ở thời Xuân Thu, được coi là tổ sư của nghề thợ mộc. Ban môn lộng phủ, nghĩa là múa rìu trước cửa Lỗ Ban. Thành ngữ này được mượn vào tiếng Việt dưới dạng múa rìu qua mắt thợ, có nghĩa là bộc lộ sự vụng về kém cỏi của mình trước những người hiểu biết, tinh thông hơn mình. Khi nói về bản thân, thành ngữ này có ý nhún mình khiêm tốn. Ví dụ, tôi đâu dám múa rìu qua mắt thợ. Gần nghĩa với thành ngữ này là thành ngữ đánh trống qua cửa nhà sấm, tuy nhiên được dùng ít hơn.